Cơ thể bạn có đang ở trạng thái cân bằng năng lượng không? Cân bằng có quá khó để đạt được trong cuộc sống hiện đại ngày nay? Xã hội hiện đại khao khát tìm kiếm sự cân bằng, điều mà cách đây 5.000 năm, thế giới cổ đại đã thấu hiểu và luyện rèn cùng với Ayurveda. Hãy xem đến cuối clip để tìm hiểu Ayurveda giúp bạn cân bằng thế nào nhé! Ayurveda là từ ghép của Ayu sự sống và Veda khoa học. Ayurveda là khoa học của sự sống, là một hệ thống y học Ấn Độ giáo truyền thống được ứng dụng hàng ngàn năm nay. Ayurveda đề cao sự cân bằng thân, tâm, trí và hướng dẫn thực hành các phương pháp cân bằng nguồn năng lượng trong cơ thể, từ đó thiết lập sự cân bằng thân, tâm, trí để đạt được trạng thái cơ thể khỏe mạnh tối ưu nhất. Theo Ayurveda thì con người và thiên nhiên đều chứa 5 thành phần cơ bản: khí, nước, lửa, đất và trời. Ở cơ thể người, 5 yếu tố này hòa quyện hài hòa với nhau tạo thành 3 nguồn năng lượng chính hay còn gọi là dosha: vata, gió; pitta, lửa; và kapha, đất. Người mang năng lượng gió thường có dáng người gầy, năng động về thể chất lẫn tinh thần. Khi cân bằng, người trội Vata rất uyển chuyển và sáng tạo. Nhưng khi mất cân bằng, người Vata rất dễ lo lắng, khó hoàn thành công việc. Người mang năng lượng lửa thường có dáng người vừa phải, có cá tính mạnh mẽ, sôi nổi. Họ thường là những cá nhân có tố chất lãnh đạo, dễ nắm bắt cái mới và thích thử thách. Khi mất đi sự cân bằng, người trội Pitta dễ mất kiên nhẫn và cáu kỉnh. Người mang tạng đất Kapha trội là những người có thân hình to khỏe, dễ tăng cân. Người tạng đất có tính cách ổn định, trung thành, ôn hòa, thấu đáo. Nhưng khi trượt khỏi điểm cân bằng, người tạng đất dễ nản chí, dễ bằng lòng với cái cũ. Hầu hết tạng của mỗi người đều bao gồm 3 nguồn năng lượng trên với tỷ lệ khác nhau và trội từ 1 đến 2 nguồn năng lượng hơn loại còn lại. Khi các nguồn năng lượng cân bằng thì cơ thể khỏe mạnh, tâm trí an bình. Nhưng khi các dosha mất đi sự cân bằng thì đau ốm, bệnh tật sẽ xuất hiện. Y học Ayurveda hướng dẫn những cách thực hành để mang năng lượng trở về trạng thái cân bằng. Ayurveda lưu giữ trong danh mục sưu tập của mình hàng ngàn loại thảo dược khác nhau. Các dược liệu này được dùng trong xông hơi, massage, thức ăn, nước uống với nhiệm vụ cân bằng các nguồn năng lượng, kích thích khả năng tự chữa bệnh của cơ thể, đẩy lùi sự xâm nhập của bệnh tật. 5.000 năm trước, y học cổ truyền Ấn Độ Ayurveda đã lưu truyền một bài thuốc trị cảm lạnh, cảm cúm từ thảo dược. Như khi thời tiết giao mùa, nguồn năng lượng lửa trong cơ thể bị yếu đi do yếu tố gió, vata bên ngoài tác động. 3 nguồn năng lượng trong cơ thể bị mất cân bằng làm cơ thể suy yếu, cơ thể dễ mắc phải cảm lạnh, cảm cúm. Và khi đó, những thảo dược được ứng dụng hài hòa trong trà theo nguyên lý Ayurveda sẽ giúp làm giảm các triệu chứng cảm, cảm cúm và mang cơ thể trở lại cân bằng.